Còn về tình hình thời tiết thì chiều nay miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa phùn, ẩm ướt, độ ẩm trong không khí tăng cao. Thông tin chi tiết sẽ kết thúc 5 phút hôm nay. Kính chào tạm biệt quý vị. Dự báo cho chiều nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành của miền Bắc vẫn có mưa phùn lất phất. Độ ẩm trong không khí luôn ở ngưỡng cao từ 72 đến 94%. Đây là môi trường thuận lợi cho nấm mốc và các loại virus vi khuẩn phát triển, tăng nguy cơ mắc bệnh về hô hấp. Để hạn chế tác nhân gây bệnh, tốt nhất các gia đình nên dùng máy hút ẩm hoặc bật điều hòa chế độ khô để làm giảm độ ẩm trong nhà xuống mức tối ưu là 40 đến 60%. Tránh dùng thảm trải sàn trong những ngày nồm ẩm vì rất dễ bị mốc.